Chào mừng các bạn đến với buổi trò chuyện cùng Kim Ngân ngày hôm nay. Các bạn thân mến, để đạt được những điều bạn mong muốn, giao tiếp chính là chiếc chìa khóa đầu tiên. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy trong sức mạnh của ngôn từ những lời khuyên, những bí quyết giao tiếp hiệu quả đến ngạc nhiên và thật sự hữu ích trong công việc và trong cuộc sống của bạn. Và chủ đề ngày hôm nay, quyển sách ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, đó là sức mạnh của ngôn từ. Các bạn đã đọc quyển sách này chưa? Một nhà quản lý nọ trở về văn phòng làm việc với vẻ mệt mỏi sau khi nghe vị chủ tịch tập đoàn phát biểu bằng một giọng đều đều trong suốt buổi họp. Thấy vậy, một đồng nghiệp hỏi ông vị chủ tịch đã nói gì? Nhà quản lý đáp, à, ông ấy chẳng nói gì cả. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe một ai đó thao thao bất tuyệt, nhưng rốt cuộc lại chẳng hiểu họ đang nói về vấn đề gì. Chào các bạn. Khả năng diễn đạt một cách rõ ràng các ý tưởng, kinh nghiệm, quan điểm và cảm xúc của bản thân sẽ giúp bạn tạo ra sự khác biệt và đạt hiệu quả giao tiếp rõ rệt so với việc nói lan man vô tận, không có trọng tâm. Đọc đoạn này tự nhiên cái mình thấy hơi nhột nhột, sợ là có hình ảnh của mình trong đó. Cho nên là bây giờ mình chơi một trò chơi ha. Bây giờ mình sẽ trò chuyện với nhau trong vòng 30 phút này, thì Kim Ngân sẽ đọc một số đoạn trong quyển sách này. Quyển sách này thì nó sẽ dài hơn 300 trang, cho nên là trong cái thời lượng có hạn mình chỉ đọc được một vài đoạn thôi. Và sau khi xong buổi này thì các bạn đang xem livestream trong buổi tối hôm nay sẽ tóm tắt lại quyển sách này, và Kim Ngân xin được tặng một quyển. Anh chỉ có một quyển này thôi, là do admin của trang đọc sách hay là chế tặng á, thì Ngân sẽ tặng lại cho bạn nào có tóm ý gần nhất, rõ ràng nhất và cụ thể nhất nội dung mà Ngân chia sẻ ngày hôm nay, và Ngân sẽ gửi tặng cho một bạn, được không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng chia sẻ về 5 cách giúp kỹ năng diễn thuyết của bạn trở nên sắc sảo. Không biết là ở đây có bạn nào thường cảm thấy hồi hộp hay là không biết nói gì mỗi khi mà chúng ta nói chuyện trước đám đông không ạ? Vậy thì chúng ta có đang tìm cách để cải thiện điều này không? Một trong những cách mà Kim Ngân cảm thấy tốt nhất, hiệu quả nhất, một trong số những cách đó, có nghĩa là đó là mình sẽ thực tập càng nhiều càng tốt. Ngày xưa thì nếu mà muốn nói trước đám đông thì mình phải có một cái đám đông để mà nói, đúng không? Còn bây giờ rất là dễ, các bạn có thể thực tập giống như Ngân nè, mở điện thoại lên rồi bật livestream. Rồi, ở đây mình có rất là nhiều người để mình cùng trò chuyện. Cảm ơn các bạn đang theo dõi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với 5 cách giúp kỹ năng diễn thuyết của bạn trở nên sắc sảo nhé. Thứ nhất là làm nổi bật nội dung chính bằng những câu khái quát ngắn gọn. Dạ, phát biểu thôi cũng run mà. Cái này thì khá là phổ biến, hầu hết chúng ta khi mà tham gia một cái cuộc họp. Và tự nhiên là khi mà được ai đó mời phát biểu thì cảm thấy rất là hồi hộp. Không sao, nếu mà chúng ta thực tập nhiều lần, chúng ta tận dụng tất cả các cơ hội mà chúng ta có để chúng ta được trình bày quan điểm cá nhân của mình. Có một cái quan niệm đó là từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Có nhiều trường phái họ quan niệm như vậy và nghĩ là cái kỹ năng giao tiếp không quan trọng. Nhưng mà nếu như các bạn nghĩ rằng nếu mà chúng ta có cả hai, chúng ta vừa có kỹ năng giao tiếp tốt và khi đó chúng ta có thể sử dụng sự chân thành của mình để truyền tải những điều mình muốn nói đến người nghe. Mình cũng đang đọc xong cải thiện được kỹ năng giao tiếp không? Hôm kia, quyển sách này anh chưa đọc xong đúng không? Ngày hôm kia có đưa một người bạn đọc, thì người bạn này bảo là đọc xong quyển này chắc là sẽ đi dạy được. À, đó là người bạn nói thôi, nên cũng bảo là không, cái này là trên lý thuyết
gọi là văn và tư duy thôi. Thì nếu mà mình muốn có kỹ năng là làm gì ạ? Kỹ năng là làm nhiều lần, kỹ nhiều lần nó sẽ thành. Thì mình phải thực tập nhiều, đọc một quyển sách thôi không thể nào thực tế rõ ràng, đọc một quyển sách thôi không thể nào mình có thể có một cái kỹ năng trình bày xuất sắc được. Phải kết hợp những cái lý thuyết và ứng dụng vào thực tế, phải thực hành nhiều, thực hành và thực hành. Đây là quyển sách Sức mạnh của ngôn từ. Ý thứ nhất, làm nổi bật nội dung chính bằng những câu khái quát ngắn gọn. Tập thói quen kể lại cho đồng nghiệp nghe nội dung chính của những quyển sách hoặc bài báo mà bạn đã đọc, hoặc nội dung của những buổi hội thảo mà bạn đã tham dự. Giống như là Ngân đang tập thói quen chia sẻ với các bạn về những quyển sách nè. Hãy lựa chọn những đề tài mà bạn tin chắc là họ sẽ hào hứng lắng nghe. Chủ đề nói chuyện của bạn phải liên quan đến công việc của họ, hoặc một chương trình truyền hình vui nhộn hay bất cứ gì phù hợp với hoàn cảnh và người nghe. Bạn có thể sử dụng 5 loại câu hỏi mà các nhà báo thường dùng để tóm tắt lại nội dung buổi nói chuyện. Ai, việc gì, ở đâu, khi nào và tại sao? Trong tiếng Anh gọi là 5W ạ. Ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện với một đồng nghiệp hoặc khách hàng trước buổi họp bàn về kế hoạch kinh doanh, bạn có thể gợi chuyện như sau. Tối qua, tôi có dự một hội thảo về nghệ thuật nói trước công chúng, diễn giả rất chuyên nghiệp và tất cả những người tham gia đều được mời đứng trước nhóm để thực hành thuyết trình trong vòng 3 phút về bất cứ đề tài gì họ thích. Nếu đồng nghiệp của bạn thể hiện sự quan tâm, bạn hãy miêu tả ngắn gọn những điều bạn đã học được hoặc ấn tượng sâu đậm nhất đối với bạn. Nếu thời gian cho phép, bạn hãy chia sẻ với họ một vài chi tiết đầy màu sắc về một hoạt động hay chủ đề mà bạn cảm thấy thú vị nhất trong hội thảo. Thứ hai, chúng ta đang tìm hiểu 5 cách giúp kỹ năng diễn thuyết của bạn trở nên sắc sảo. Và đây là cách thứ hai, là chọn ngôn từ chính xác và dễ hiểu. Đã bao giờ bạn nói chuyện với một người luôn cố gây ấn tượng với bạn bằng cách dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu nhưng rỗng tuếch chưa? Chắc hẳn là có đúng không? Trong trường hợp này thì các bạn cảm nhận như thế nào? Chắc chắn là bạn chẳng có ấn tượng gì cả, vì khi đó bạn đang bận suy nghĩ xem họ muốn nói gì. Nói một cách đơn giản và gần gũi nhất có thể các bạn nhé. Sự thật là những ngôn từ mạnh mẽ có sức tác động rất lớn nếu được sử dụng có chọn lọc và chuyển tải được nội dung bạn muốn nói. Bởi vậy, thay vì cố sử dụng những từ ngữ thật kiêu nhưng xa lạ, bạn hãy dùng những từ chính xác và sinh động để giúp người nghe dễ dàng hình dung ra một bức tranh toàn cảnh của câu chuyện. Nhờ thế, người nghe sẽ hiểu rất nhanh và nhớ ngay những gì bạn nói. Cách thứ ba, hãy dùng những câu ngắn gọn, mạnh mẽ. Những câu nói dông dài, lủng củng, bắt đầu một đằng và kết thúc một nẻo sẽ khiến người nghe bị bối rối. Để hạn chế điểm yếu này, tốt nhất là bạn nên dùng danh từ chỉ người, chỉ nơi chốn và sự vật làm chủ ngữ trong câu nói của bạn. Một số lưu ý giúp câu văn thêm ngắn gọn, súc tích. Đừng nói, sự thật là chúng ta đang dẫn đầu về doanh số bán hàng, cho thấy rằng, mà hãy nói là chúng ta đang dẫn đầu về doanh thu, điều này cho thấy. Đừng nói, bà Smith, người hiện đang là trưởng phòng của chúng ta, sẽ phát biểu với chúng ta hôm nay. Mà hãy nói là, bà Smith, trưởng phòng của chúng ta, sẽ phát biểu hôm nay. Nói ngắn gọn nhất, đủ ý nhất có thể. Và cách thứ tư đó là đưa ra những nhận xét thẳng thắn. Tác giả chia sẻ là không biết các bạn thế nào, nhưng mà tác giả rất ghét khi nghe người khác dùng những câu mơ hồ, đại loại như không tệ lắm, hoặc có thể sẽ khá hơn, trong khi thật ra tình hình thực tế là rất tệ, tầm thường hoặc đáng thất vọng. Muốn có một tác phẩm diễn thuyết chuyên nghiệp, được mọi người chú ý và tin cậy, bạn cần nói đúng, nói thẳng vào bản chất của vấn đề. Và cách thứ năm, tránh dùng từ lấp khoảng trống.
Từ ngữ lấp khoảng trống là những từ hoặc cụm từ được liên tục lặp đi lặp lại. Video này chắc là sẽ lưu lại đó ạ. Dạ, có lưu lại. Chẳng hạn như, vậy đấy, bạn biết không? Được chứ? À, ờ, bạn hiểu ý tôi chứ? À ha. Những từ vô nghĩa đó tuy có thể lấp vào khoảng trống. À, còn mình thì... Người mình á, quyển sách này là của nước ngoài. Còn người mình thì hay dùng những từ mà nó vô nghĩa, giống như là thì, ờ, à, kiểu kiểu như vậy. Nghĩa là để mình câu giờ trong lúc mình chưa có nghĩ ra cái ý mình sẽ nói tiếp theo. Nhưng mà những cái từ lấp khoảng trống đó thật ra nó không có cần thiết, vì nó không cung cấp cho người nghe bất cứ thông tin gì. Mà khác, việc lặp lại quá nhiều lần những cụm từ vô nghĩa này sẽ khiến người nghe mệt mỏi và mất tập trung vào những gì bạn đang nói. Kết quả là câu trả lời bạn nhận được lại chính là những câu bạn dùng để lấp khoảng trống như ừ, có chứ, tôi hiểu ý anh mà, hoặc được, à. Loại bỏ những từ lấp khoảng trống sẽ giúp cuộc đối thoại của bạn rõ ràng hơn, tác phong giao tiếp chuyên nghiệp và thuyết phục hơn, đồng thời khuyến khích người nghe chú ý hơn. Phong cách diễn thuyết và đối thoại chuyên nghiệp, sắc sảo giúp người nghe tập trung và hiểu rõ những gì bạn nói. Ngoài ra, bạn còn có thể tăng sức ảnh hưởng đến người nghe bằng cách sử dụng những ngôn từ có sức biểu cảm mạnh. Và để mà chúng ta có thể có được những cái ngôn từ sắc sảo, có được một cái cuộc giao tiếp thành công, thì chúng ta cần phải có một vốn từ phong phú. Vì có đôi khi chúng ta không ngại nói trước người khác, nhưng mà chúng ta chẳng biết nói gì cả. Vậy thì khi này chúng ta cần có chuẩn bị sẵn một số cái nội dung cho mình. À, chia sẻ với các bạn một chút một cách mà Kim Ngân có thể tăng cái sự hoạt ngôn của mình, đó là viết. Mình thấy là nói và viết, nó không có, nhiều người bảo là nó không có liên hệ với nhau, nhưng mà thật ra khi mà chúng ta viết, nó sẽ bổ trợ cho việc nói rất là nhiều. Và để có vốn từ phong phú thì sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu 7 bước để nhanh chóng có được vốn từ phong phú và hiệu quả. Thứ nhất, đó là lắng nghe cẩn thận câu chữ mà đồng nghiệp dùng. Thay vì bỏ qua những câu từ không hiểu rõ, bạn hãy thử đoán nghĩa của nó dựa vào ngữ cảnh mà người nói đang đề cập. Nếu vẫn không chắc chắn, bạn nên mạnh dạn hỏi lại, chẳng hạn, có phải ý anh chị là? Thứ hai, dành thời gian đọc sách báo. Ở đây các bạn đang xem video này thì chắc hẳn là chúng ta đã có sự quan tâm nhất định đối với sách rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng thường xuyên đọc sách rồi. Đó là một thói quen rất là tốt để chúng ta có thêm vốn từ cũng như vốn hiểu biết của mình. Sợ bị hố thành vô duyên hả? À, làm sao ha? Mình phải chai mặt lên. Chai thì sửa. Giống như là khi mà Ngân livestream cái này nè. Ra hồi xưa cũng nhiều lần có ý tưởng là sẽ chia sẻ sách, chia sẻ những cái kiến thức mà Ngân đọc được cho các bạn. Nhưng mà mình cứ nghĩ là mình phải chuẩn bị thêm cái này, phải chờ hoàn thiện thêm cái kỹ năng kia. Nhưng mà không ai hoàn hảo cả, đợi thì đến bao giờ. Cho nên là cứ làm thôi, sai thì mình sửa. Thứ ba đó là... À, thứ hai là dành thời gian đọc sách báo. Hãy dành thời gian đọc sách báo, tạp chí và tập trung vào những chủ đề thu hút sự quan tâm của bạn hoặc khách hàng của bạn. Càng đọc nhiều, vốn từ của bạn càng phong phú, và đó chính là lợi thế của bạn khi đàm luận với người khác. Nhưng mà các bạn cũng nên chọn những cái quyển sách, những cái mà nội dung
nó có tác dụng hàm dưỡng tâm hồn, hoặc là nó giúp cho chúng ta nâng cao những cái kỹ năng, những cái kiến thức nào đó. Còn cũng có một số loại cũng là sách báo, chẳng hạn như là báo mạng bây giờ, cũng không phải là cái nào nó cũng bổ ích. Có những cái rất là vô bổ, nên là mình phải có kỹ năng để mình chọn lựa cái mình đọc. Vì sách có rất là nhiều, mỗi ngày có biết bao quyển sách, mà một cuộc đời của mình có đọc được bao nhiêu quyển đâu. Chẳng hạn là một tháng mình đọc một quyển, thì một năm chỉ được 12 quyển, rồi 60 năm cuộc đời cũng không tới 60 năm, 12, 72 quyển hả? Thứ ba, học từ ngữ chuyên ngành. Nếu bạn còn khá xa lạ với một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó, hãy làm quen với các từ thuật ngữ chuyên ngành qua tạp chí, tài liệu, sách vở. Hãy chú ý tìm hiểu thêm các từ chuyên gia, tìm hiểu thêm các từ mà các chuyên gia, các thành viên trong ngành, để đảm bảo tính chính xác của những từ ngữ mà bạn muốn sử dụng. Thứ tư, tra cứu từ lạ. Cái này nghe tiêu đề là dễ hiểu rồi đúng không ạ? Thật ra khi mà chúng ta dùng từ tiếng Việt quen, nhưng mà vẫn có những cái từ ngữ mà chúng ta không biết. À, mình sẽ nói về nghệ thuật nói trước công chúng ha. Đọc một đoạn trong chương 5, nghệ thuật nói trước công chúng. Mạng có vấn đề ạ? Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 6 câu hỏi then chốt cần trả lời trước khi diễn thuyết hay là một bài thuyết trình, một bài nói trước mọi người. Trừ phi bạn là một diễn giả đầy tự tin và kinh nghiệm, còn không thì bạn đừng bao giờ đợi cho đến khi đứng trước thính giả rồi mới quyết định nói những gì. Khi không chuẩn bị trước, bài diễn thuyết của bạn sẽ trở nên dài dòng, lan man và khó đạt được kết quả như mong muốn. Chuẩn bị là một bước rất quan trọng cho chúng ta trong cái giai đoạn đầu khi mà chúng ta nói trước một nhóm người, chẳng hạn như là một bài diễn thuyết hay là một bài thuyết trình. Thì giả sử chúng ta không có tự tin, thì khi mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, chúng ta thực tập cái bài nói chuyện đó trước gương hoặc là trước một nhóm bạn thân chẳng hạn, mà chúng ta duy trì cái sự thực tập đó nhiều lần, thì khi mà đứng trước đám đông thì cái nỗi sợ đó nó cũng sẽ giảm đi. Việc trả lời 6 câu hỏi dưới đây có thể giúp bạn xây dựng một bài diễn thuyết hoàn chỉnh, thành công, đúng trọng tâm và thu hút được người nghe. Không những thế, 6 câu hỏi này còn có thể giúp bạn trở nên tự tin hơn mỗi khi phát biểu trước đám đông. Thứ nhất, mục đích của bài diễn thuyết là gì? Thứ hai, tựa đề hoặc chủ đề của bài diễn thuyết là gì? Thứ ba, thành phần khán thính giả tham dự gồm những ai và họ biết được những gì về chủ đề mà bạn sẽ nói đến? Thứ tư, bài diễn thuyết của bạn đem lại lợi ích gì cho người nghe? Thứ năm,
Những điểm chính mà bạn muốn đề cập đến là gì? 6. Bạn muốn khán thính giả làm gì sau khi kết thúc bài diễn thuyết? Khi trả lời được 6 câu hỏi này, thì đó là lúc bạn sẵn sàng xây dựng một bài diễn thuyết đầy đặn và hiệu quả. Giao tiếp ở ngoài thì được, nhưng mà cầm điện thoại bắt chuyện thì khó đúng không? Không sao cả, mỗi người sẽ có những cái lợi thế riêng. Có người thì nói chuyện điện thoại rất là dễ, hoặc là nói chuyện một mình, quay video hay là làm những cái mà người khác không có nhìn thấy mặt thì rất là dễ. Nhưng mà giao tiếp trực tiếp thì lại khó, ngược lại như vậy. Thì không sao cả, mình vướng cái nào thì mình sẽ thực tập cái đó nhiều hơn. Thế vì vậy, nếu như vậy thì trong lúc mà mình gặp nhau á, mình giả bộ mình lấy điện thoại ra, mình nói chuyện. Cảm ơn các bạn đã có lời khen. Và sau đây là cấu trúc của một bài diễn thuyết. Cũng như mọi câu chuyện, mọi bộ phim, mọi chương trình truyền hình hay mọi bài hát, bất cứ bài diễn thuyết nào cũng cần có 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung chính và phần kết. Cấu trúc này sẽ giúp vấn đề bạn đề cập đến được sáng rõ, logic và liền mạch. Các bạn ơi, nếu mà các bạn ủng hộ chương trình này á, thì các bạn cũng có thể tự làm nữa. Các bạn đọc sách nhiều hoặc là cùng đọc sách với những người bạn của mình, thì các bạn có thể mở lên và các bạn đọc chia sẻ cho mọi người thôi. Khi mà mình chia sẻ thì song song đó kiến thức của chúng ta cũng được tăng lên. Cũng giống như là khi mà chia sẻ với các bạn như thế này thì thật ra là Ngân cũng chưa có đọc hết, thì trong thời gian này chúng ta cùng đọc, đó là mình cùng duy trì một thói quen tốt, cùng học hỏi, cùng tiến bộ. Cảm ơn các bạn. Phần mở đầu thì cần phải có sự thu hút, phải thu hút được sự chú ý của khán thính giả. Và làm thế nào để thu hút được sự chú ý của khán thính giả ngay từ những phút đầu tiên? Bạn có thể sử dụng một trong những cách sau đây. Thứ nhất, bắt đầu bằng những câu hỏi ngắn hay những câu hỏi kiểu đúng sai. Trong các buổi hội thảo, tôi thường làm nóng khán phòng bằng cách hỏi cử tọa những câu đại loại như: đã bao giờ quý vị cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng khi tham dự một buổi hội thảo với rất nhiều người lạ mặt chưa? Nếu có, xin vui lòng giơ tay. Cũng giống như lúc nãy Ngân có hỏi các bạn là có bao giờ các bạn cảm thấy hồi hộp trước khi mình nói trước đám đông, và mình có muốn cải thiện kỹ năng đó hay không? Thì đó là những câu hỏi ngắn để cho khán giả có thể trả lời được. Việc đưa ra những câu hỏi dễ trả lời sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý của khán thính giả, và nó tăng cái sự tương tác giữa mình với lại người nghe. Từ đó bạn có thể dễ dàng hướng họ đến những vấn đề mà mình cần nói. Thứ hai, trích dẫn số liệu thống kê đầy ấn tượng hoặc đưa ra thông tin đáng tin cậy. Đối với các khán thính giả là những nhà quản lý hay chủ doanh nghiệp khó tính, việc đưa ra những vấn đề hóc búa, những sự kiện nổi bật là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của họ. Chẳng hạn, trong một bài thuyết trình về đề tài giữ khách hàng, bạn có thể bắt đầu như sau. Tin tức mới nhất trên một tờ báo cho thấy có trên phần nửa số đại diện bán hàng xuất sắc khi nhảy việc đã mang theo những khách hàng tốt nhất của họ từ công ty cũ sang công ty mới. Khi trích dẫn một nguồn tin nào đó, hãy chắc rằng thông tin và con số cụ thể chứa đựng trong nguồn tin đó là chính xác. Không gì có thể đánh mất lòng tin của khán thính giả, cũng như sự tự tin ở người thuyết trình, nhanh bằng việc bị phát hiện sử dụng nguồn thông tin sai lạc hoặc không thể xác định nguồn gốc dẫn chứng đưa ra. Thứ ba, chia sẻ kinh nghiệm hoặc kể lại câu chuyện của bản thân. Hầu hết mọi người rất là thích nghe những câu chuyện, cho nên là chúng ta mở đầu bằng một câu chuyện. Đó là một cách rất là thông minh, rất là hiệu quả để dẫn dắt người nghe bước vào đề tài mà chúng ta nói. Mở đầu bài thuyết trình của bạn bằng một câu chuyện cá nhân hoặc một câu chuyện đầy kịch tính cũng là một cách tuyệt vời để lôi kéo sự chú ý của người nghe
Ví dụ, một học viên từng tham dự hội thảo về đề tài thuyết trình trước công chúng của chúng tôi đã bắt đầu bài thuyết trình của mình trước một hội nghị toàn quốc về nghệ thuật bán hàng như sau. Quả thực, chưa bao giờ tôi thấy lo sợ đến thế. Trong một lần tập nhảy dù, khi chiếc máy bay ọp ẹp rung lên, rồi bay xuyên qua những đám mây, tôi đã cắn chặt răng và mong giữ mình khỏi bị va chạm. Tiếng gió gào rú qua cánh cửa mở toang, tiếng huấn luyện viên thét hỏi, anh đã sẵn sàng chưa? Và không để tôi kịp trả lời, anh ta hét to, nhảy. Bây giờ tôi xin phép được hỏi, quý vị đã sẵn sàng nhảy vào một chương trình? Yếu, các bạn có còn đang nghe không ạ? Mạng có vấn đề một chút. Sorry các bạn nếu mà chương trình bị gián đoạn. Các comment hơi dài xíu nữa xong rồi nên trả lời sau ha, tại vì đọc không kịp hả? Chuyện ý phần giới thiệu vào mục đích cuộc nói chuyện của bạn. Hãy để phần giới thiệu đóng vai trò là cầu nối gắn kết với phần nội dung chính của bài diễn thuyết. Ví dụ, một người chỉ dẫn về kỹ thuật sơ cấp cứu đã bắt đầu bài nói của mình bằng một con số thống kê ấn tượng về những vụ đau tim. Tiếp đó, ông nói, mục đích của buổi nói chuyện hôm nay của tôi là giới thiệu với các bạn một kỹ thuật sơ cấp cứu rất hiệu quả mà bất kỳ ai cũng có thể học được. Đó là kỹ thuật lấy lại nhịp tim đã ngừng đập, thường được gọi là kỹ thuật CPR. Thứ hai, chúng ta vừa tìm hiểu xong phần mở đầu thu hút sự chú ý của khán thính giả. Các bạn đang xem livestream từ đầu, nhớ là tóm ý lại nội dung buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé. Một quyển sách Ngân sẽ dành tặng cho các bạn có tóm ý tốt nhất. Cảm ơn các bạn. Phần nội dung chính, hãy tạo ra một bức tranh thật sinh động và ấn tượng. Sách này bao nhiêu ạ? 98.000, mà ông có bán. Phần này đòi hỏi bạn phải đầu tư nhiều thời gian và công sức nhất. Hãy bảo đảm rằng những thông tin bạn đưa ra là xác thực. Trước khi bước vào nội dung chính, bạn hãy đặt mình vào vị trí của người đang chuẩn bị một bữa ăn ngon. Hãy làm cho cử tọa của bạn lắng nghe một cách thích thú như họ đang thưởng thức một bữa ăn ngon vậy. Quyển sách này như nằm trong 5 quyển của Đọc và Đi, là một bộ sách mà những người bạn hay đọc sách khuyên đọc. 5 quyển sách quan trọng nhất giúp chúng ta bước vào cuộc hành trình cuộc đời. Ví dụ, phần chính của một báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có nội dung bao gồm 3 điểm quan trọng như sau: kết quả kinh doanh của tháng trước, kết quả kinh doanh của tháng này và mục tiêu phấn đấu. Để tăng thêm phần thú vị cho bản báo cáo, bạn hãy lồng vào từng điểm một ví dụ nho nhỏ để người nghe không còn cảm giác đó là những con số khô khan nữa, mà là những câu chuyện thú vị. Thậm chí bạn có thể thêm vào một vài câu nói hoặc trích dẫn hài hước nhằm tăng thêm sức thu hút cho bài nói chuyện của mình. Và bây giờ chúng ta đã trải qua 2 phần, phần mở đầu và phần nội dung chính. Còn phần kết của bài nói chuyện sẽ như thế nào? Hãy kết thúc bài thuyết trình một cách thật đáng nhớ. 5 cuốn sách đó là gì ạ? Ở trên web docvadi.com có chi tiết luôn ạ. Do em đi xa, em chỉ cầm theo một quyển để chia sẻ với mọi người thôi. Em không có cầm các quyển kia, không nhớ, vì em cũng mới được tặng, chưa có đọc hết đó ạ. Đọc và đi chấm cơm, các anh chị lên trên đó tìm hiểu ha. Việc kết thúc bài thuyết trình thật ấn tượng sẽ khiến người nghe nhớ đến bạn, cũng như những gì bạn đã nói.
hãy làm theo 3 bước sau để có được những cách kết thúc thật đặc sắc cho bài diễn thuyết của mình. Bước 1, điểm lại các ý chính. Ví dụ, các bạn vừa nghe tôi trình bày về 3 phương án làm thế nào để phòng ban chúng ta tiến gần hơn đến chỉ tiêu quý đã đặt ra. Bước 2, đề nghị người nghe là một điều gì đó. Ví dụ, bạn có thể nói: "Nào, bây giờ các bạn hãy..." Bước 3, kết thúc bài thuyết trình thật mạnh mẽ. Hãy kết thúc bằng một câu chuyện ngắn được chuẩn bị sẵn, một câu chuyện vui thích hợp hoặc một lời trích dẫn để tóm tắt những gì bạn đã phát biểu. Và cuối cùng, bạn đừng quên gửi lời cảm ơn đến khán thính giả, những người đã dành thời gian tham dự và nhiệt tình lắng nghe bạn. Một bài thuyết trình được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn thêm tự tin khi đứng trước đám đông, đồng thời làm tăng sự tin cậy, lòng nhiệt tình nơi khán thính giả. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một phần nhỏ trong quyển sách Sức mạnh của ngôn từ. Lúc nãy là mình có tìm hiểu về các bước để có... Không, trước hết là 5 cách để giúp kỹ năng diễn thuyết trở nên sắc sảo. Sau đó là 7 bước để nhanh chóng có được vốn từ phong phú và hiệu quả. Rồi phần gì đó nữa, rồi sau đó chúng ta đến với phần kết cấu của một bài diễn thuyết. Quyển sách này còn rất là nhiều và rất là bổ ích cho những ai đang trên đường muốn... Tại vì kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng mà hầu như bất cứ ngành nghề nào hay là bất cứ khi chúng ta làm việc gì trong các mối quan hệ xã hội, trong giao tiếp với những người thân, thậm chí là trong giao tiếp với những người trong gia đình, thì chúng ta cần phải có cái sự giao tiếp. Tại vì chúng ta có một cái đặc quyền của tàu hóa là chúng ta có tiếng nói. Và vì vậy, chúng ta hãy tận dụng điều này. Nếu ngày hôm nay chúng ta còn nghe được, chúng ta còn nói được, đó là một điều thực sự tuyệt vời mà tạo hóa, mà ba mẹ đã ban tặng cho chúng ta. Hãy trân quý và tận dụng điều đó, rèn cho mình một kỹ năng giao tiếp. Không phải là để... Cũng có thể một phần để chúng ta phát triển sự nghiệp, chúng ta phát triển những mối quan hệ, nhưng mà bên cạnh đó, để chúng ta có thể thấu hiểu và để người khác có thể hiểu mình hơn. Từ đó, nếu như mà muốn tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ lồng ghép sự chân thành từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Chúc cho các bạn có một buổi tối an lành và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi đọc sách tiếp theo. Rất cảm ơn, chân thành cảm ơn, rất biết ơn các bạn đang xem, đã xem, đang xem và sẽ xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.